Nối tiếp cuộc chiến khốc liệt tại Kaido, Luffy vẫn cho thấy mình có một nguồn sức mạnh vô hạn giúp cậu hồi phục trong tích tắc. Về phần Kaido, hắn dần thể hiện ra cái sự mệt mỏi sắp đạt đến giới hạn khi liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Và với sự thức tỉnh từ thần Nika, tại chapter lần này, Luffy thể hiện một khả năng mới mang hình ảnh của một vị thần sấm. Một khả năng gần giống như là Enel. Vậy, thứ sức mạnh đó là gì? Kaido có thật sự run sợ trước nó hay không? Hôm nay, mời anh em cùng Bí Tử Hoàng tìm hiểu phân tích chapter 1046 của One Piece với tiêu đề Luffy hóa thần sấm, kế hoạch cứu toàn bộ lâu đài của Raizo. Trang bìa chapter lần này tiếp tục là khung cảnh đảo bánh, họ đang tiếp đón một vài vị khách và những vị khách này có vẻ như không được thân thiện cho lắm khi người dân tại đây bắt đầu làm vẻ mặt hốt hoảng và bỏ chạy. Liệu những người này có thể là ai? Chính quyền thế giới, hải quân hay là đám người râu đen đến để thao túng lãnh địa Big Mom khi bà không có ở nhà? Mở đầu, khi Kaido vừa ăn no đòn từ Luffy khiến hắn nằm ngửa xuống mặt đường, thậm chí đòn đục mặt vừa rồi đã khiến sinh vật mạnh nhất thế giới phải ôm mặt và hỏi Luffy rằng thực chất mày là kẻ quái nào? Tại khung tranh này, chúng ta thấy được nụ cười của Luffy đã biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt trông khá là nghiêm túc. Song với đó, phía bên ngoài, Yunusa vẫn cho rằng Luffy chính là Joy Boy. Tuy nhiên, dựa vào cái câu nói tiếp theo ấy, cứ như thể ông đang ở đây vậy. Chúng ta có thể đặt niềm tin vào chú nhóc đó. Tớ có thể khẳng định rằng Thánh Oda đã không hủy hoại Luffy và biến đứa con của ông thành một phiên bản khác như ở video trước tớ đã suy đoán. Tớ cho rằng Luffy sẽ không thay đổi bản chất và trở thành một con người khác. Cậu vẫn sẽ giữ ý chí của riêng cậu. Luffy vẫn sẽ là Luffy với mục tiêu làm vua hải tặc như ban đầu. Thực chất, nhờ vào khả năng trá quỷ đã khiến Yunusa nghĩ rằng Joy Boy tái sinh, còn Luffy thì vẫn là một đứa não cao su. Và tớ mong chờ sau cuộc chiến, chính Yunusa sẽ tiết lộ cái gì đó về Joy Boy cho chúng ta biết. Quay trở lại cuộc chiến, đáp lại câu hỏi: mày là ai? Luffy trả lời rằng: tao là Palafilo, Palafilo, ui ui, Palafui. Khoan, nhầm anh em ơi. Tao là Monkey D. Luffy, người sẽ vượt qua Tứ Hoàng và trở thành vua hải tặc. Sau màn gáy to ấy, Kaido càng phấn khích hơn bao giờ, bởi hắn và Lou đều mất đi rất nhiều thứ, từ đồng đội, lâu đài, đất nước và kể cả bạn bè. Vì vậy, nhất định tại cuộc chiến này phải có người thắng kẻ bại. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý đến màn hội thoại của Kaido. Hắn xác nhận việc Luffy đã thức tỉnh trá quỷ của mình, từ thể xác lẫn tinh thần người sử dụng. Từ đó họ có thể khai thác các khả năng mới bao gồm những thứ từ trước đến nay. Dựa vào những gì hắn nói, có thể Luffy sẽ dùng một cái gì đó mới hơn ở cuộc chiến này. Tuy nhiên, cũng có thể anh em cho rằng từ câu nói đó, Kaido ắt hẳn đã biết chân danh sức mạnh mà Lũ nắm giữ. Cá nhân tớ thì lại nghĩ ngược lại như thế này. Việc hắn ngáo ngơ để não cao su tẩn như vậy mà không đoán trước được các khả năng, thậm chí còn nói nó điên rồ, thì về thần Nika, Kaido hoàn toàn mù tịt. Hắn chỉ biết cùng lắm là Joy Boy thôi. Đối mặt với những cú truy tàn khốc từ Kaido là khả năng biến dạng cao su từ Luffy nhằm giảm thiểu sát thương. Còn đối mặt với những cú đấm từ Lou là thân thể kim cương bất hoại từ sinh vật mạnh nhất. Tuy nhiên, nhìn vào khung cảnh này thì có vẻ não cao su đã dùng năng lực mới tác động trực tiếp vào cơ thể Kaido, khiến hắn cũng mang tính chất tương tự như cao su. Trận chiến ngày càng căng thẳng khi ngọn lửa dưới lâu đài càng lớn, khói không ngừng bốc lên tầng mái. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngàn chiến binh đang chiến đấu cũng bị mắc kẹt trong hỏa hoạn. Dù vậy, não cao su đặt lòng tin vào những người bạn, tin rằng họ sẽ làm điều gì đó để cứu mọi người. Việc của cậu hiện tại là đá đít lão Tứ Hoàng khỏi cái đất Guano, và cả hai tiếp tục khô máu với nhau. Tạm gác lại chuyện ở trên, giờ thì chuyển xuống dưới lầu để xem tình hình hỏa hoạn đang căng thẳng đến mức độ nào. Và như anh em có thể thấy, không chỉ mỗi lâu đài mà toàn bộ tất cả các tháp đều đang bốc cháy. Nami và Chopper đã phối hợp lại cùng với nhau. Đầu lại thì họ không tìm thấy những người đồng đội khác như Zoro, Sanji hay Usopp. Bởi giờ đây, Onigashima chẳng khác nào một cái pháo đài lửa khổng lồ, không có nơi nào để chạy trốn, trừ khi hòn đảo tìm được chỗ hạ cánh. Đến cả Zeus cũng bất lực không thể tạo nên mưa, dập tắt ngọn lửa.
cả tầng hầm và tầng trệt lâu đài, mọi người chỉ biết chạy tán loạn. Brooke và Robin mặc dù bình an vô sự nhưng lại không thể tìm được cách thoát ra ngoài. Tại phường sung sướng, Sanji cũng tương tự như vậy. Mặt khác, trái ngược với các thành viên mũ rơm thì tên đầu bòi Apu ỷ có được quyền điều khiển Number, hắn liên tục đè tên người khổng lồ bên cạnh ra chửi rủa, đồng thời ép nó phải giúp bản thân thoát ra ngoài cho bằng được. Đấy đấy đấy, anh em nhìn cái mặt lão khổng lồ thế này chắc hơi bị cay rồi đấy. Thế nào chapter sau, tên Apu cũng bị tương cho vêu mồm cho mà xem. Ở diễn biến khác, Usopp ngoài mặt là một tên nhát cáy, nhưng bên trong lại là người luôn giữ lời hứa. Liên tục là những đòn tấn công hòng dập tắt đám cháy cứu lấy Kinemon và Kiku đang nằm gục sau đống lửa. Trong khi đó, tại tháp bên phải, Franky đã tìm thấy và vác theo Zoro. Zoro sau một màn múa với thần chết bằng loại thuốc hồi phục tức thì, anh đã gục ngã. Giờ chỉ còn cách tìm đến Chopper càng nhanh càng tốt. Nếu không, anh đầu tảo sẽ phải chịu những cơn đau gấp nhiều lần và thậm chí nó còn nguy hiểm đến tính mạng. Ở tầng 4, Jinbe đã tìm thấy Raizo. Khác với vụ cháy lâu đài 20 năm trước, vào thời điểm đó ông hoàn toàn không chuẩn bị gì để rồi không thể bảo vệ được cho cả Momonosuke và Hiyori. Nhưng bây giờ thì khác. Raizo đã lập kế hoạch cho riêng mình bằng cách chữ một lượng nước lớn mà Yunesa dùng để tắm từ khi còn là đảo dầu trong cuộn giấy phong ấn. Và bây giờ tất nhiên đây là thời điểm dùng đến nó. Khả năng lưu trữ này đã từng được Raizo sử dụng để hấp thụ đòn tấn công từ Kaido, sau đó dùng nó phản lại hắn. Giờ thì ông dùng để cứu đồng đội. Không chần chừ, Raizo lập tức giải phóng lượng nước cộng thêm khả năng điều khiển dòng nước từ Jinbe dập tắt ngọn lửa. Nhờ vậy, dòng nước này lẻn qua từng ngóc ngách lâu đài, dập tắt từng nơi mà chúng đi tới. Ngay cả tầng 1 khi đám thuộc hạ băng hải tặc Kid đang cõng theo kia lò chạy trốn cũng được dòng nước tràn đến cứu lấy mọi người. Và bây giờ thì gần như tạm thời các chiến binh trong lâu đài có lẽ đã được cứu nhờ sự tính toán trước từ Raizo. Chuyển sang phía bên ngoài hòn đảo, Yamato biết được rằng Kaido đã sắp tới giới hạn khi chiến đấu với sức mạnh mới từ Luffy. Điều này sẽ dẫn đến việc ngọn lửa hỏa vân hắn tạo nên sẽ suy yếu và dần dần biến mất. Để ngăn chặn lâu đài rời tự do, bắt buộc trong khoảng thời gian này, Momonosuke phải tạo ra những đám mây đủ khỏe để giữ cho bằng được Onigashima ở trên, vì đây là lựa chọn duy nhất cứu lấy mọi người ở dưới hòa đồ, nếu không nó sẽ đè thẳng xuống hòa đồ. Raizo xứng đáng là MVP trong chapter lần này vì đã cứu mọi người khỏi đám cháy. Trở lại trên đỉnh mái vòm, sau khi thi triển thứ sức mạnh từ trí tưởng tượng hóa mọi thứ thành cao su, Lu tiếp tục thể hiện một khả năng mới khác nữa là cầm nắm đấm sét như một cây vũ khí từ trên không trung lao xuống đánh với Kaido. Cái hình ảnh mà cậu đứng trên không trung cầm sấm sét, nó làm tớ liên tưởng ngay đến thần sấm Zeus và khả năng từ trái Gorogoro no Mi của Enel. Và tới đây thì anh em có thể thấy rồi đó, như tớ đã nói từ những cái video trước khá lâu rồi, Luffy đã thật sự mang đặc tính của cả ba nguyên tố là Logia, Zoan và cả Paramecia. Việc cậu cầm nắm được sấm sét là minh chứng rõ ràng nhất cho việc này. Và tớ cũng sẽ không có quá ngạc nhiên đâu nếu một trong hai chapter tới cậu bật luôn cả lửa đấm nhau với Kaido. Nó là chuyện một sớm một chiều mà thôi. Việc Luffy có khả năng cầm nắm sấm sét khiến tớ nghi ngờ chính ý chí riêng của trá quỷ thần Nika là người đã cứu Luffy khỏi cuộc hành quyết tại Love Town khi trước. Thời điểm đó, đéo hiểu sao Lu đã có một pha chơi khá dại dột khi đặt cái đầu lên đoạn đầu đài nơi từng hành quyết Roger để cho tên bất kỳ tùy ý xử lý. Ngay tại cái thời điểm đó ấy, đã có một cú sấm sét đánh xuống cứu Luffy. Tôi nghĩ rằng Dragon chỉ kịp ngăn cản Smoker, còn Buggy là do chính thần Nika ra tay. Vì ý chí trá quỷ đó đã chọn Luffy là người thực hiện ý nguyện của Joy Boy. Cái điều này nó hoàn toàn có khả năng xảy ra, vì hiện tại vẫn chưa ai biết sức mạnh thật sự của Dragon là gì, khi mà mọi người vẫn mặc định rằng trá quỷ của Luffy là Gomu Gomu no Mi thì mọi thứ đều nhắm đến Dragon. Nhưng hiện tại thì khác. Những lời tớ nói ở trên có thể đúng hoặc cũng có thể sai. Bởi thời điểm não cao su bị chém đầu, cậu vẫn chưa nhận thức trá quỷ, nên có thể tia sét kia chỉ là vô tình hoặc nó là do khả năng bí ẩn của Dragon gây ra là thật. Nhưng với cái sức mạnh mới này và những cái dẫn chứng đó thì chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến đó là do ý chí của trá quỷ gây ra. Nói sâu về cái phần khả năng mới này, không biết rằng Lu có thể tự tạo ra được sấm sét và thao túng nó như một trái Logia bình thường hay không.
Tớ đoán khả năng cao là nó có thể, vì nếu xét đặc tính Doan thần thoại như Marco, anh vẫn dùng ngọn lửa xanh của mình không khác gì hệ Logia, và chỉ có Haki mới đánh chúng được. Anh em thấy sao về cái sức mạnh khả năng mới này? Liệu nó có làm anh em bất ngờ hay không? Còn đối với tớ thì dường như mọi chi tiết từ trước đó trong truyện đã cung cấp cho chúng ta biết được rằng Luffy là người có thể sở hữu được khả năng từ 3 cái thuộc tính trả quỷ. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu phân tích chapter 1046 của One Piece, Luffy hóa thần sấm. Anh em thấy sao về chương này? Có nhiều chi tiết bất ngờ và hay ho hay không? Hãy comment phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đến những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình cùng đạt trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!